chào các bạn trong bài học đầu tiên này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để tạo ra một cái layout cho một cái web trên phần mềm photoshop bằng cách sử dụng công cụ action công cụ action là cái công cụ cho phép bạn có thể tự động hóa một số các cái chức năng nhiệm vụ mà nó có sự lặp đi lặp lại chúng ta có thể lưu lại các cái bước điều chỉnh hay là các bước làm việc đó vào trong một tệp tin và khởi chạy lại nó trên các cái tài liệu khác để bắt đầu xây dựng cấu trúc cho một cái website thì chúng ta sẽ di chuyển vào trong một cái trình duyệt internet nào đó các bạn có thể vào chrome hay là ie và sau đó gõ vào một cái đường link có tên là 960.js. Các bạn sẽ di chuyển đến một cái trang chủ 960 Grid System. Trang này sẽ cho phép bạn có thể download một cái tệp tin action về máy tính của bạn. Sau đó chúng ta sẽ khởi chạy cái action đó để tạo ra một cái giao diện trang với các cái kích thước phù hợp với các cái tình huống thiết kế cho một cái website. Tất cả đã được tích hợp sẵn trong cái file action đó. Ở đây thì theo nguyên tắc thiết kế của một số các website thì chúng ta cần phải tuân thủ một số các cái độ rộng của web hay là chúng ta sẽ tuân thủ các nguyên tắc về chia cột. Để có thể hiểu sâu hơn về vấn đề cấu trúc của một website này thì các bạn nên tham khảo và tìm học một số các cái lớp dạy về web ở trên mạng. Thì từ đó chúng ta sẽ hiểu cái bản chất của vấn đề hơn và chúng ta sẽ sử dụng cái Photoshop vào trong việc thiết kế giao diện nó được chính xác hơn. Nếu như ở đây các bạn chưa có cái khái niệm và kiến thức về thiết kế web thì các bạn cũng sẽ sử dụng cái cách mà mình đang hướng dẫn là chúng ta ấn vào cái nút là Big Online Download Button này. Nó sẽ tải về máy tính của các bạn một cái folder. Trong folder đó sẽ chứa những cái file action mà giúp chúng ta có thể khởi chạy một cái tài liệu mới cho một trang web một cách đơn giản. Sau khi các bạn đã tải xong cái file tài liệu được đính kèm trên 960 Grid System thì bạn thấy là ở đây trên cái thư mục bài tập đính kèm mình cũng đã có sẵn một cái thư mục mà mình đã tải về cho các bạn. Các bạn có thể tải về thông qua cái thư mục bài tập mà mình đính kèm trên lớp học thay vì là các bạn vào trang 960 cũng được. Sau đó là bạn giải nén cái file này bằng cách là chúng ta sử dụng lệnh extract bạn thấy một cái thư mục Ajax nó sẽ được giải nén ra trong đó sẽ bao gồm dữ liệu của cái việc khởi tạo ra một cái tài liệu mới cho Photoshop khi mà làm một cái website. Bạn sẽ di chuyển cho mình đến cái thư mục là app plugin. Sau đó vào mục Photoshop. Trong này bạn sẽ nhìn thấy một cái file là 960 gạch ship grid system.atn là tệp tin là phần mở rộng viết tắt của file action trên Photoshop. Để chạy được cái action này vào Photoshop thì các bạn chỉ việc kích đúp. Ngay lập tức bạn thấy là Photoshop nó sẽ mở ra. Và bây giờ làm sao để ta có thể tìm thấy được cái file action thì các bạn vào trong menu Windows chúng ta mở một cái panel có tên là action với phím tắt là an 9 Bảng action an 9 đã được mở ra ở đây và bạn nhìn thấy là thư mục 960 grid của mình nó đã được tích hợp vào đó. Ở đây mình có hai thư mục là bởi vì trước đó mình cũng đã tích hợp nó rồi. Bây giờ mình sẽ sổ cái thư mục này xuống thì file action của grid 960 nó đã được chia ra thành ba loại. Một loại là sẽ tạo giao diện website của bạn với các cái đường lưới là chia theo 12 cột Thế nào là 12 cột, 16 hay là 24 cột thì các bạn cũng lại phải tìm học một cái khóa học về web để chúng ta mới hiểu rõ hơn với các ngôn ngữ thiết kế như bây giờ chúng ta sử dụng là responsive thì chúng ta sẽ phải chia cột trên một cái bản thiết kế nào đó để chúng ta có thể tạo cốt cho nó một cách linh hoạt trên các cỡ màn hình khác nhau. Tuy nhiên là đối với một cái website mà mình có ở đây thì là một cái web mà chúng ta sẽ rất khó để thiết kế nó trên responsive với các cái cấu trúc bố cục là mình đang tạo ra để các bạn có thể hiểu được cái phần thiết kế trên Photoshop là chủ yếu chứ nó không được tối ưu cho một cái giao diện web để chạy theo cái tính chất mà linh hoạt mà chúng ta vẫn thường làm web bây giờ. Bạn chọn vào cái file action là 12 column grid, sau đó để khởi chạy nó thì bạn ấn vào nút play trong cái file này thì bạn thấy nó gồm rất nhiều các cái lệnh mà chương trình hay là cái nhà sản xuất họ đã tạo sẵn cho các bạn để tạo ra một cái sơ đồ những cái lưới dành cho việc thiết kế của chúng ta sẽ trở nên chuẩn xác hơn bạn ấn play các bạn nhìn thấy là chương trình nó đã tạo sẵn cho chúng ta rất nhiều các cái đường lưới gai để giúp chúng ta có thể định vị bản thiết kế theo từng cái cột một lúc này chúng ta thiết kế cái web nó sẽ được chuẩn hơn các bạn có thể tắt bật hay là điều chỉnh các cái gai đó thông qua lệnh menu view show và bạn chọn chức năng là gai thì các đường gai nó sẽ đi ẩn đi trên này thì nó còn làm sẵn cho các bạn một cái layer là grid overlay đó là được tô màu sẵn vào những cái ô thế thường thì mình sẽ tắt cái này đi và mình không sử dụng nó mình sẽ sử dụng cái đường lưới gai mà thôi bằng cách ta sẽ lại hiển thị lại cái đường gai ra bằng cái lệnh là show gai à, trong trong quá trình các bạn làm việc thì chúng ta cũng có thể là hiển thị nó bằng cái phím tắt là Ctrl chấm phẩy trên bàn phím cho nó nhanh Bây giờ mình đã có một cái giao diện web được tạo ra. Cái này thì khi mà bạn kiểm tra về phần kích thước của nó thì bạn sẽ thấy trong phần image size thì kích thước của cái file này đang là 1020 pixel theo chiều ngang và 700 theo chiều dọc. Và tại sao nó lại là con số 960 thì bởi vì là cái đường lưới mà chúng ta được tạo ra ở đây là nó theo chuẩn là 960 từ cạnh bên này sang cạnh bên kia. Bây giờ mình vẽ vào đó một vùng chọn, bạn thấy là trong công cụ của mình nó báo là chiều ngang là 960 pixel việc mà chúng ta thiết kế một cái web thì nó cần phải tuân thủ trên các cỡ màn hình khác nhau và 960 theo chiều ngang là một cái tiêu chuẩn và để giúp chúng ta có thể tạo ra một bản thiết kế website để mà nó sẽ hiển thị tốt trên nhiều cỡ màn hình khác nhau nó không bị mất nội dung cũng như không bị tràn nội dung ra phía bên ngoài thành ra là tiêu chuẩn 960 là một cái tiêu chuẩn khá phổ biến trên thế giới cho việc xây dựng cái cấu trúc chiều ngang của một website và ở đây ta sử dụng cái file action với mục đích cũng chỉ là để là tạo ra cái đường lưới nó định vị cái tỷ lệ chiều ngang cho các bạn một cách chuẩn xác các bạn không thích dùng cái sẵn của cái Lập trình sẵn của cái file này Thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái web Nhưng phải chú ý rằng là cái chiều ngang của cái web đó khi thiết kế Nó nên là 960 Bây giờ thì nó sẽ có một số những cái tiêu chuẩn lớn hơn Tiêu chuẩn 1170 Tức là độ rộng của một cái web nó sẽ là nằm vào khoảng 1170 pixel Tuy nhiên là trong bài tập này Thì mình vẫn đang sử dụng cái tiêu chuẩn là 960 Sau khi mà bạn đã tạo ra cái File tài liệu mới này rồi Thì bạn có thể sử dụng lệnh save Trên menu save Và lưu lại cái tệp tin đó là thiết kế web ở đây thì mình sẽ làm mẫu cho nên mình sẽ không lưu lại các bạn lưu lại để cái bài tập của chúng ta nó không bị mất sau khi chúng ta đã có xong cái đường lưới rồi thì đây nó chỉ là cái vùng an toàn cho cái chiều ngang của cái web khi các bạn cần phải thiết kế bây giờ mình muốn là cái không gian làm việc của mình nó sẽ rộng ra mình sẽ dùng công cụ crop tool sau đó là mình để con chuột vào cái một cái vị trí điểm góc bất kỳ nào đó mình giữ phím sweep và mình kéo lớn cái khung crop ra khi mình kéo lớn như này thì đồng nghĩa với việc là bạn sẽ tạo ra một tài liệu mới với kích thước đã được chỉnh sửa lại kích thước của cái file tài liệu lúc cũ của chúng ta vào khoảng hơn 1000 pixel thì hiện tại bây giờ khung crop của mình nó đang đạt tới là khoảng 2000 pixel. Mình muốn là cái tài liệu làm việc của mình ở đây nó sẽ phải rộng khoảng 2000 pixel hoặc có thể rộng hơn. Việc mà các bạn tạo ra một cái file làm việc rộng như này, giống như trên tài liệu mẫu bạn nhìn thấy, mình tạo ra một file tài liệu làm việc rất là rộng, tuy nhiên là cái phần mà mình thiết kế nó cũng chỉ nằm trong cái lưới 960 mà thôi, nó không vượt qua khỏi cái lưới đó để bảo đảm rằng sau này nó sẽ hiển thị trên màn hình tốt hơn. Còn cái phần rộng phía bên ngoài này là để ta có thể đặt vào những cái background cho nó thoải mái trong cái phần thiết kế, tránh tình trạng là gặp phải một số các cái màn hình mà nó rộng quá thì người ta nhìn nó sẽ bị cắt cụt, cái phần background trông nó sẽ xấu. Thành ra đây mình sẽ mở rộng cái không gian thiết kế ra để ta có thể làm việc nó thoải mái hơn. Sau đó là quay trở lại cái layer cuối này ta tô màu trắng vào nó để ta nhìn thấy cái giao diện làm việc của chúng ta nó ok hơn như vậy là việc tạo ra một trang tài liệu mới cho thiết kế web nó cũng khá là đơn giản cái này thì chúng ta sẽ làm đi lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì mỗi một dự án thiết kế chúng ta đều thực hiện cái thao tác này trên nó cũng sẽ trở thành một cái thao tác rất là quen thuộc với các bạn sau này mà thôi ở cái bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ học cách vẽ các cái đối tượng cũng như là tạo hình cho cái website của chúng ta cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi